Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi trình bày cho quý vị và các bạn mình hậu kỳ một tấm ảnh cũng ở trên Facebook lấy về nha quý vị. Những tấm ảnh mà mình hậu kỳ thời gian gần đây là những tấm ảnh có độ phân giải rất kém và rất là thấp. Nhưng mà nhiệm vụ của mình phải làm cho tấm ảnh đẹp. Thì quý vị thấy tấm ảnh ở phía bên tay trái màn hình của tôi là tấm ảnh rất là mờ và độ phân giải rất thấp. Và sau khi hậu kỳ lại thì quý vị nhìn thấy tấm ảnh có đẹp lung linh không ạ? Sau đây là nội dung chi tiết quý vị xem nhé. Đầu tiên thì quý vị cũng mở Photoshop ra và quý vị vào file Open. Mình mở người mẫu mà mình cần hậu kỳ ra. Ngày hôm nay tôi giới thiệu với quý vị cũng một tấm ảnh mà mình cũng lấy và cũng xin được từ trên Facebook đây quý vị. Cái ảnh mà chụp nét ấy, thì rất là dễ chỉnh sửa rồi. Những tấm ảnh chụp nét thì có dịp nào về sau này tôi sẽ trình bày với quý vị cái phương pháp để cho mình sửa. Bước thứ nhất, mình phải làm nét được người mẫu. Mà làm nét ở đây là mình làm nét màu sắc nha quý vị. Làm nét màu sắc ở trong camera raw. Bởi vậy quý vị sẽ bấm cho mình lệnh Ctrl G ở trên bàn phím. Và sau đó để an toàn quý vị cứ kích chuột bên phải vào chọn cho mình Convert to Smart Object. Cái động tác này quý vị nhớ nha quý vị. Mình vào Filter, vào Camera Filter. Ở trong này nè quý vị, có cái chữ Color Grading này quý vị. Quý vị nhớ chú ý cho mình. Mình sẽ chỉnh vùng sáng với vùng tối của nhân vật là Shadow và Highlight và độ trung cân bằng màu sắc đó quý vị, để làm cho tấm ảnh nét lại. Tấm ảnh trắng đen thì cân bằng kiểu khác, còn tấm ảnh mà có màu sắc thì quý vị phải cân bằng được độ sáng tối của màu sắc, tự động tấm ảnh sẽ nét lại. Thì ở đây không có một cái chuẩn nào nghe quý vị, tại vì những tấm ảnh sáng tối nó rất là khác nhau, cho nên là mình di chuyển những cái thanh này làm sao để mình tìm được cái điểm nào gọi là điểm nét nhất của cái ảnh. Quý vị nhớ chứ ở đây không có cái chuẩn đâu ạ. Thì ở đây bắt buộc là quý vị phải canh bằng đôi mắt của mình. Được chưa ạ? Vừa rồi động tác của mình á, là làm tối màu tối và sáng màu sáng nghe quý vị. Mình kích vào OK thôi. Rất nét rồi đúng không ạ? Sau đó quý vị kích chuột bên phải vào Mix Viable. Như vậy là mình đã làm nét được tấm ảnh. Tấm ảnh này làm nét như vậy là có thể nghe quý vị. Bây giờ tiếp tục đến làm đẹp da cho người mẫu ạ. Thì cái bước làm đẹp da cho người mẫu, quý vị không cần bấm Ctrl G, quý vị chỉ cần vào Filter, chọn Neuro Filter. Thì ở đây á, Photoshop sẽ bao cái khuôn mặt này lại và chỉ làm cho mình cái khuôn mặt của người mẫu thôi. Quý vị kích chuột vào cái chỗ này Skin Smoothing nha quý vị. Và để làm mịn cho thật đẹp thì quý vị cứ kéo cho mình hai cái thanh này lên. Quý vị nhớ chú ý là mình chỉnh da hay chỉnh độ nét thì không bao giờ có một cái chuẩn nào hết. Rồi quý vị phải canh bằng mắt của mình đấy ạ. Quý vị kích vào OK. Tại vì độ phân giải của từng tấm ảnh khác nhau hoàn toàn. Đây ạ, Photoshop đã làm cho mình người mẫu rất đẹp ở khuôn mặt.
Quý vị kích chuột bên phải và bẹt cho mình vai buồn. Bây giờ động tác tiếp theo là động tác thứ 3 đó quý vị. Mình cũng làm mịn da, làm đẹp da, nhưng làm đẹp những vùng khác mà Photoshop không làm cho mình, đúng không ạ? Bây giờ quý vị phải bấm cho mình lệnh Ctrl-G 2 lần. Cái lớp ở trên cùng này quý vị tắt cho mình con mắt đi. Quý vị kích chuột chọn vào lớp ở giữa là lớp layer 1 đấy ạ. Quý vị vào cho filter, quý vị vào blur, chọn cho mình super blur. Ở đây quý vị nhìn thấy cái này mặc định của Photoshop làm rất mịn luôn, đúng không ạ? Mình giảm xuống một chút xíu. Rồi quý vị, ở đây thông số này cũng tùy thuộc vào độ phân giải của ảnh luôn đấy ạ. Quý vị kích cho mình vào OK. Bây giờ quý vị chọn lên lớp ở trên, mở con mắt của lớp ở trên lên. Xong rồi sau đó quý vị add vào đó một cái lớp mắt, được không ạ? Ở đây nằm bên cạnh cái chữ FX nè quý vị. Quý vị kích vào đó và quý vị add vào đó được một lớp mắt. Bây giờ mình bấm chữ D ở trên bàn phím nha quý vị, để biến cái bảng màu này nó ra màu đen với trắng. Quý vị chọn cho mình Brush Tool cọ nhòe. Quý vị set cho mình cái size cho nó vừa phải thôi ạ. Giảm cái opacity ở đây xuống cho mình 50% được không ạ? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi vào những cái vùng da mà Photoshop không làm nét cho mình. Đó, trước và sau khi mình chỉnh sửa da của người mẫu. Bây giờ sau khi đã làm đẹp hết tất cả rồi quý vị, mệt lại thôi quý vị ha, mệt vai buồn. Bây giờ cái động tác thứ tư đó quý vị, là mình sẽ xóa cái ở trên này đi nghe quý vị. Và trước khi xóa thì mình làm đẹp đôi mắt cho người mẫu nghe quý vị. Quý vị bấm cho mình lệnh Ctrl-G ở trên bàn phím. Kích chuột phải chọn cho mình Convert to Smart Object. Sau đó quý vị lại vào Filter, chọn cho mình Camera Raw Filter. Hồi nãy là mình sử dụng Color Grading nha quý vị. Bây giờ quý vị sử dụng cho mình Color Mix. Color Mix đây quý vị. Quý vị giảm cho mình màu đỏ xuống à. Được không ạ? Giảm cho mình màu cam xuống luôn. Giảm luôn cho mình màu vàng xuống. Được không ạ? Quý vị kích cho mình vào OK. Giờ quý vị nhìn thấy người mẫu rất là xấu đúng không ạ? Quý vị chọn vào cái lớp Smart Filter này nha quý vị. Bấm cho mình Ctrl-Y ngắn. Sau đó quý vị dùng Brush Tool, quý vị chỉnh cái size lại cho vừa bằng con mắt ạ. Xong sau đó quý vị chọn cho mình ở đây cái lớp mask nó màu đen, thì bên cái bảng màu này quý vị chọn cho mình là màu trắng nha quý vị. OK. Rồi quý vị đi vào con mắt. Quý vị vẫn để cái opacity là ở đây là 50 nha quý vị. Rồi quý vị đi từ từ vào con mắt.
Được không ạ? Đây ạ. Đó, quý vị nhìn thấy màu đỏ ở trong con mắt là đã bị mình loại đi sạch sẽ và bây giờ chỉ còn lại màu xanh thôi, đúng không ạ? Rất đẹp. Bây giờ tới đây rồi, quý vị nhìn thấy có cái một bức tranh đó ở trên đầu người mẫu có xấu không ạ? Bức tranh bên này thì mình có thể để lại, nhưng bức tranh nó nằm ở ngay ở trên đầu như vậy đó, thì nó hơi xấu. Thì quý vị sẽ bấm cho mình lệnh cần chôn G nha quý vị. Xong quý vị lại tiếp tục giống như mấy bài hôm trước mình đã trình bày đó quý vị. Quý vị vào cho mình Property, rồi kích vào cho mình Remove Background. Bây giờ cái lớp mà mình vừa mới lấy ra được đây này quý vị. Quý vị sẽ mở một layer mới và chọn cái lớp mà vừa remove background với lại cái lớp layer mới, quý vị mẹt cho mình layer nha quý vị. Được không ạ? Bây giờ cái lớp background này quý vị bấm cho mình lệnh Ctrl G. Quý vị nhớ làm ở cái lớp background copy này quý vị. Quý vị vào cho mình công cụ clone stamp tool. Rồi sau đó mình chỉ việc giữ phím Alt Left ở đây, kích lấy mẫu ở đây rồi mình đi vào đây thôi, đúng không ạ? Bây giờ mình mệt hết tất cả các lớp lại được rồi quý vị ha. Cái bảng này thì thôi để lại cũng được, còn xóa thì quá đơn giản đối với mình rồi. Quý vị bấm cho mình lên Ctrl A, Ctrl C. Quý vị nào không quen thì quý vị vào Select, quý vị Select All, vào Edit, quý vị Copy. Và bây giờ mình trở lại cái lớp đầu tiên là cái ảnh mình chưa sửa gì. Bước này là bước mình so sánh, với lại bước này để mình làm luôn cái ảnh thumbnail, ảnh thu nhỏ cho video của mình. Vậy kích vào dấu apply rồi bấm cho mình lệnh Ctrl V. Như vậy là vừa rồi tôi đã trình bày cho quý vị và các bạn cái tất cả các cái phương pháp để mình làm nét lại người mẫu, làm đẹp người mẫu và làm chỉnh sửa hậu kỳ cho một tấm ảnh ở trên Facebook lấy về. Video của tôi ngày hôm nay xin phép dừng lại ở đây và kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, thành công ở trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Xin chào ạ.